Hello, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Si Kẹo. Thì trong cái video này, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi game trong chế độ, nó là chế độ bậc thầy vũ khí phiên bản OB20 nha anh em. Ok luôn, thì đối với cái chế độ này thì anh em chơi game cực kỳ là đơn giản luôn. Tức là các bạn sẽ queue mạng để được thăng cấp. Và tùy theo cấp thì các bạn sử dụng những cái loại vũ khí khác nhau là do hệ thống lựa chọn nha mọi người. Mày làm sao? Uầy, càng quá anh em ơi. Hiện tại thì mình đang dùng cái khẩu MGL-140. Ok, tuổi gì? Uầy, làm sao đấy hả em ơi? Uầy, ở vãi luôn. Anh em thì căng chưa? Hay là các bạn lại bảo là chế độ này không căng đi thề luôn. Chế độ này cho nó kill nhau kinh dã man. Ok ok, 3 kill rồi. Kill thứ tư này, double kill. Hay quá nhở. Ơ vãi, gì đây? Vãi hào rồi này. Đấy anh em ơi, căng quá luôn. Và hiện tại thì mình đã lên được cây súng Ska rồi các bạn ơi. Và ba cấp súng tiếp theo nó là AK này, UMP này, với lại thì là MP5 nha mọi người. Mình đang đứng hạng 3 với 5 kill này. Mày này, nữa hả? Úi dồi ôi, double kill luôn. Thôi vãi lúa. Hello anh em, hiện tại thì Kẹo đang livestream ở trên Facebook nha mọi người. Các bạn tìm kiếm với từ khóa đó là Sĩ Kẹo này. Anh em click vào page Sĩ Kẹo 62.000 người thích nha anh em. Các bạn nhớ là hãy thích trang cũng như là bật chế độ xem đầu tiên và bật thông báo cho bài viết nổi bật để ủng hộ cho Kẹo nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Chuỗi chiến công đã chấm dứt anh em ạ. Cay quá nhỉ. Nào, làm sao? Lên bảng đi em ơi. Úi dồi, double kill này. Các bạn ơi, chuẩn bị thần nữa này. Làm sao? Đây hả? Úi dồi ôi, vỡ đầu lên bảng. Này, thằng nào bên hông bắn ghê vậy? Và ai nhở? Cái kiểu này là hơi khó nha anh em ơi. UMP thì bắn xa khá là khó. Thôi xong. Thôi coi như là kill này anh nhường cho chú vậy. Ờ vãi, mình chạy ngược bo luôn. Mày làm sao? Ui, bắn xíu thôi quả tâm nó lan to vãi luôn anh em ạ. Khoai thật chứ lại. Rồi nha mọi người. Và anh em thấy câu hiện tại thì trên đầu mình nó có một cái biểu tượng đầu mèo, chính là người đang đứng hạng 1 nha anh em. Ok, vẫn giữ nguyên được hạng 1 này. À đủ. Ui anh ơi, ghê vậy sao em chơi? Vãi hàng luôn. Chúng nó kill nhau liên tục anh em ơi. Ui, nà lý này. Ok luôn. Ui, gì đây, mèo hả? Thôi xong. Đứt điện anh em ạ. Anh em thì căng chưa? Mày làm sao? Ơ kìa, đứng lại này. Đơn giản thì là một cái bo rất là nhỏ nhưng mà đông người chơi, với lại thì được hồi sinh liên tục nên là hơi căng anh em. Mày à, mày vừa kill tao đúng không? Thằng này, mày làm sao? Uầy, tuổi thì... Uầy, và ai? Tí thì kill đừng nói anh em. Lại bị thằng này hạ gục. Mày làm sao? Lên bảng này. Thế thôi cho nhanh. AN94 anh em nhá. Này AN94 này, double kill luôn. Uầy, gì vậy? Nào làm sao? Mình đang yếu máu quá rồi anh em. Chế độ này thì anh em không quấn máu được nên là đâm ra nó cũng hơi căng. Ok, 16 kill. Mày làm sao, đứng lại. Uầy, tuổi gì nhở? Số nha anh em ơi. Thế như là thêm một kill nữa là mình sẽ được lên súng nha anh em nhá. Thêm một kill nữa lên cây shotgun M1887 thì phải. Uầy, thôi. Pha đấy chịu anh em ơi. Bị kẹp thịt thì coi như là chịu rồi. Làm sao mà có thể chơi được hả anh em? Hóng nào, vai. Vừa nhảy xuống thôi mà. Tuệch lô. Cày quá nhở các bạn nhở. Uầy, vậy anh em thấy rằng là chế độ này chơi game thế nào nhở? Chơi game cũng vui nhưng mà hơi bị ức chế anh em. Mày này, mày vừa kill tao đúng không? Dăm ba thằng rơm rơm này. Hiện tại thì mình vẫn giữ đó là hạng 1 nha anh em. Hạng 1 với 9 kill nhá. Uầy, làm sao? Ghê quá anh em ạ. Tầm này cho nó bắn ghê quá, mình khó nhai anh em ơi. Qua đây anh em. Uầy, mày này, lên bảng 21 kill. Uầy, nữa hả, phía sau luôn. Ghê vậy luôn. Thế này thì tôi sợ công rồi. Uầy, xong. Ăn đạn shotgun lên bảng. Let's go. Ở đây có ai không đây? Hồi sinh ở phía dưới hơi khoai. Một viên này lên bảng. Đam 300 luôn đỉnh. Viên nữa này, double kill này. Thằng nào nữa, mày làm sao? Thôi xong. Đứt điện luôn, đang phê phim đứt dây đàn này. Làm gì ở đây? Uầy, tầm này là Kẹo cầm nỏ rồi anh em ơi. Cầm nỏ khó nhai vãi nhở. Thôi xong. Tuệch lôi anh em ơi. Đến tầm này là trang bị nỏ rồi.
Nỏ thì chỉ cần 2 kill thôi anh em ơi, là lên cây FVD nhá. Rồi này, một kill nữa anh em ơi. Thôi sao? Các bạn chơi game như này thì sao kẹo chơi được hả? Ui, vai lùa. Phía trên có người lớn này. Bên này có người lớn này. Cầm nỏ hơi khó nhai anh em. Ok, lên được cây FVD này. Hello, làm sao? Đứng lại. FVD thì chúng mình là 3 viên trên một đứa anh em nhá. Thôi. Tạch lôi anh em ơi. Chính xác hơn thì là 4 viên. Bởi vì đam của nó là 180 mà anh em. Xong. Một kill nữa nè. Một kill nữa lên lựu đạn này. May này. Ui thôi xong rồi. Nó hồi sinh ngay ở đây thì thôi xong. Uầy. Ngon. Lên hẳn dao luôn. Yes. Cầm dao vả cho nó anh em ơi. Mày làm sao đứng lại. Mày tính chạy với tao đấy à? Ơ kìa. Thằng này cầm lựu này vỡ đầu luôn. Xong. Bo da. Đơn giản thôi mà mọi người. Và như vậy là một game đầu tiên trong chế độ bực thầy vũ khí. Thế là mình có 28 kill top 1 luôn. Uầy. Cũng khá là đơn giản anh em ơi. Nhưng mà chơi game kiểu này nhiều khi là ức chế là đập luôn cả điện thoại thì là hơi khoai. Game nữa anh em nhờ. Về game này thì cái khẩu súng đầu tiên mà các bạn nhận được sẽ là shotgun M1887. Này, lấy mã đi. Nhanh anh lấy shotgun cái nào. Làm gì vậy? Ok, first block. Xong luôn. Một kill. Và chúng ta có cây shotgun M1887 này. Đứng lại. Ui. Kill nhau nhanh thế nhở. Làm sao? Ok luôn. 2 kill. Ngon lành. Và đang nắm giữ vị trí đầu mèo luôn anh em ơi. Đầu mèo đỏ tức là đang đứng hạng 1 luôn trong chế độ bậc thầy vũ khí nhá. Làm sao? Đứng lại này. Ui. Cầm dao thì tuổi gì? Ok luôn. Có MP40. Vãi. Đá đai rồi. Thôi xong, thằng ở trên nó móc mình luôn. Kiểu xui vãi anh em ơi. Thế này sao chơi? Mày làm sao? Xong nhá. 4 kill nhá. Thằng thứ 5 đâu? Đây à? Đứng lại. Này, đứng lại này. Ui. Cái gì đấy? Ui. Cái gì đấy hả? Thôi xong, tạch lô. Vãi trưởng thế này chơi gì anh em ơi. Lại tạch lô rồi. Thằng nào ở dưới đây? Hóng. À đây à? Ui. Làm sao? Mày kill nhiều mạng lắm nhở? À. Nãy giờ là kill hơi nhiều mạng rồi nha em ơi. Thôi xong. Tạch lô các bạn ơi. Kẹo là kẹo khổ báo thế thôi nhưng mà. Ơ thằng nào vừa cãi mạng của mình. Vãi cay thật. Kill đã chả có. Anh em ơi. Tầm này là kẹo rớt hạng 4 rồi. Cay quá nhở. Xem như nào, cố gắng lên hạng 1 cái. Let's go anh em ơi. Đây à. Uầy. Xong luôn nhở. Chúng ta có CK15 này. Hello. Uầy. Vãi thế. Ghê thế ai chơi. CG15 thì bắn nó kiểu tăng anh em ạ. Hơi khó nhai. Bây giờ bảo chơi địch là hơi khó thật. Này mày làm sao. Uầy. Ra ngày bot thì lên bản đúng rồi. Ok FVD. À đâu. Cái này là VDS anh em ơi. Hơi nhầm xíu. Cầm súng bắn tỉa như thế này thì chết dở rồi. Súng bắn tỉa đem đi bắn liên thanh. Chịu rồi. Xong. Chế độ bực thầy vũ khí này thi thoảng nó cho mình mấy cái súng khoai vãi luôn. Đấy lại toạch lô. Này chơi gì anh em ơi. Đang đứng hạng 3 đây. Trận này tranh hạng 1 hơi khó nhá. Này ok. Cứu nữa anh em ơi, cứu nữa này. Double kill. Uầy. Nào kiếm người thôi. Ở phía sau này. Thôi sao ông toạch rồi. Tạch lô anh em ơi. Kiếm 2 kill nữa lên cây. Cái này là cây P90 nhá. Làm sao. Một kill nữa anh em ơi. Một kill nữa lên cây P90 này. Uầy. Bên hông luôn. Mấy bạn chơi gì ghê thế. Uầy. Vãi. Chạy khé khói anh em ạ. Mày làm sao. Ok luôn. Có P90 này. Vâng, và mình đã lên được hạng 2 rồi anh em ơi. Uầy. Kinh ngạc thực sự này. Cố leo hạng 1 nha. Uầy. Vãi. Đông vậy. Thôi xong tạch rồi. Tạch thế này có khi lại rớt hạng. Mày làm sao đứng đây quẩy à. Ok luôn. Đứng đây quẩy thì xanh mộ nhá. Rồi làm sao người đâu. Đây nữa hả. Uầy. Xác định nha em ơi. Cứu nữa anh em ơi. Thôi toài. Chưa kịp cứu luôn. Thằng nào vừa bắn anh. Đây à. Đây phải không. Uầy. Làm sao. Ok luôn. 16 kill rồi các bạn ơi. Nữa hả. Làm gì nhau đây. Thôi xong. Pha này hơi khoai. Đúng kẹo đai luôn. Pha này khoai quá anh em ạ. Sao chơi nhở. Hồi sinh ở phía dưới này khó chơi lắm anh em ơi. Sao nó không cho mình hồi sinh ở trên nhở. Đấy. Lái bị bắn tóe khói còn đúng tí máu này. Vãi.
mấy anh tha em cái thật. Mấy anh chơi như này chết em. Đấy rồi anh em ơi, lên bảng đấy này. Này lên bảng này. Ui. Thôi. Toạch lô à. Lên trên tham gia góc vui tí anh em nhờ. Cố gắng hạng một cái mà tầm này hơi khoai anh em ơi. Toàn bị thằng ở dưới bắn. Bắn nát hết cả mông rồi anh em. Ui. Làm sao? Ok luôn, một kill nữa, một kill nữa. Một kill nữa lên shotgun M14 nhá. Thằng này. Đầu mèo à, đứng lại. Thôi để nó hạ mình rồi. Nó lại có thêm kill. Anh em ơi, thằng này vừa chạy lên hả? Xác định đi em ơi. Thôi xong, bị thằng khác nó hạ luôn. Khoai quá nhờ. Rồi nhá, bình tĩnh anh em. Bình tĩnh thôi anh em, vỡ đầu một đứa. 20 kill rồi. Vẫn đang giữ được vị trí top 2 anh em ơi. Xem kiếm thêm kill thế nào. Vẫn hạng 2 luôn. Phải thật, thằng hạng 1 nó kill nhiều kill quá. Wow, double kill rồi anh em ơi. Thôi đứt. Vâng, như vậy là kẹo lên hạng 1 rồi anh em ơi. Ngon quá nhở. May làm sao. Yes. Nữa hả? Thôi toạch. Căng vậy anh em ơi, cơ bản là cái này chơi game trong chế độ này anh em bị quay nhiều quá. Mà bị quay thì khó nhai chúng nó lắm anh em ơi. Bây giờ là cầm cả lục này. Lục G18 này. Vãi. Để nó cầm shotgun nó vả cho. Lục G18 này cứu mạng mới khó này anh em này. Ui. Đứng lại. Đứng lại em ơi. Lên bảng. Yes. Có lựu đạn rồi. Tầm này là lựu đạn vô cực anh em ơi, câu lựu đạn thôi. Ngon nhờ. Cứ câu lựu đạn thoải mái thôi anh em ơi. Tí cho nó chạy hết đấy mà. Đứng lại. Này. Ôi thôi xong. Ôi thôi xong. Bỏ mẹ rồi. Nó chạy qua nó vả mình. Thôi thế xong. Ok anh em ơi. Bên Garena đoạn này cho lựu đạn chơi khoai vãi nhờ. Và kêu bằng 2 kêu lựu đạn thì chúng ta sẽ lên được cái gậy bóng chày. Tầm này hơi khó anh em. Bảo là kẹo lên được gậy bóng chày là hơi khoai anh em ạ. Ui. Rồi ok. Đã lên được gậy bóng chày nhá. Một kill nữa win anh em ơi. Tầm này là một kill nữa win này. Mà làm sao. Ui. Bọn này nó câu lựu đạn ghê quá các bạn ơi. Đấy tầm này là cầm gậy vụt được một đứa là win luôn này. Đứng lại. Vai. Gặp mấy thằng ném lựu đạn. Ghê thế này anh chơi. Thằng kia đứng lại nhanh. Thôi xong anh em ơi. Bị cho nó bắn từ phía sau luôn. Thật luôn. Tầm này giống kiểu như là mình là thằng đầu mèo bị cả bản đồ nó quay vậy. Ê mấy đứa kia đứng lại. Anh cầm gậy đứng gần mà. Đậu xanh. Vừa chạy xuống lại phun lựu. Thề. Thế này chịu rồi anh em ơi. Gặp mấy thằng câu lựu ghê quá nhờ. Đứng lại. Này làm sao. Đứng lại. Yes. Win anh em. Bỏ ra. Quá tuyệt vời luôn này. Vâng như vậy thì trận này kẹo có top 1 với 29 kill. Hạng 1 luôn nha mọi người. Giờ thì bye bye anh em. Và chắc là kẹo sẽ kết thúc cái video này tại đây.